Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Thì em xin giới thiệu tất cả quý vị và các bạn chiếc máy xay ngô mạch nghiền ngô vỡ mini do bên em là phân phối trên thế giới hiện nay. Thì hôm nay em sẽ bỏ lên một chiếc mẫu mới nhất và sẽ khô trùng cũng như lắp ráp cho các bác xem, coi như là cũng là một cái video hướng dẫn ra ra máy luôn, khô trùng và lắp ráp các bác nhé. Đây là máy hoàn toàn mới từ nhà sản xuất, đây motor cuốn 100% bằng dây đồng. Ở đây em là người đầu tiên khui chỉ công mới ra lắp ráp luôn. Con này lắp đơn giản thôi. Con này xay đa năng các bác nhé, có thể xay ngô, xay vỡ đỗ tương, đỗ xanh, với các loại hạt cực kỳ hiệu quả. Và em khui ra, ra các bác xem luôn. Wow, hàng rất đẹp. Đó, khi mua máy mới về nó còn nguyên thùng bóng các bác nhé, bên trong túi ni lông nên thùng cái thùng rất là đẹp. Đây là máy của nó đây, xanh đẹp. Luôn. Đó thì cơ chế của chiếc máy nghiền A150 mini này nó vẫn như các con khác thôi, hai mặt đá đó các bác thấy rất tiện lợi. Và bây giờ em sẽ tiến hành lắp ráp máy này. Đây chúng ta sẽ có một cái túi phụ kiện các bác nhé. Cái túi phụ kiện này chúng ta bóc ra và chúng ta lấy ốc để chúng ta lắp thôi. Đó, đổ ra thì khá là nhiều, ví dụ như các bạn khi các bác lắp ngược cái chân nhé, thì cái chân này nó hàn nó sẽ bị vếch lên đằng trước, vì vậy là các bạn lưu ý chúng ta lắp phải như vậy nhé, để cho nó chiều vênh thì nó sẽ đằng trước, vì chiều vênh nó sẽ chịu tải của cái cối này, chịu lực cái cối này. Các bác phải lưu ý lắp làm sao nó chuẩn. Đầu tiên các bác nhét cái chân vào, chúng ta bắt tạm con ốc nhé, đừng bắt chặt nhé. Rất nhiều bác bắt chặt và bảo cái trục của em nó hơi ngắn, nhưng không phải. Là tại chúng ta làm không đúng, cho nên là cái trục khi bắt vào là sẽ bị ngắn. Đó, đầu tiên các bác cứ ráp giúp em 4 cái chân đi. Đấy, em lắp cho khách chuẩn bị sang để vỡ đỗ xanh đây, vỡ đỗ xanh, nghiền vỡ đỗ xanh để làm cả đỗ. Khi mà các bác lắp đảm thì cái chân nó còn lắc lư được, và chúng ta sẽ tiến hành lấy cái trục, chúng ta sẽ lắp cái trục ở đây nhé. Đấy, nhiều khi chúng ta lắp chặt vào rồi các bác sẽ thấy nó hơi ngắn, nhưng thực ra không phải, nó chả ngắn đâu, nó vừa kít đấy. Đó, chúng ta vặn một cái ren trong này, rồi chúng ta nhét vào cái trục, rồi vặn lốt cái con ốc bên ngoài. Này cũng vậy, các bác sẽ lắp tương tự bên kia và chúng ta siết ốc bên trong là sẽ chặt. Đó, rồi các bác sẽ lấy cà lê 12 và chúng ta vặn cái ốc bên ngoài bên trong ra là sẽ công chắc con ốc bên ngoài luôn, không cần phải vặn ốc bên ngoài nữa nhé. Ok, như vậy là các bác đã lắp xong phần dưới nhé. Còn để chúng ta sẽ thấy nó hơi lắc lắc lư ở trên, chúng ta sẽ siết lốt con ốc trên. Thì bây giờ chúng ta mới siết nhé. Và các bác lưu ý với em là theo đúng cái kỹ thuật của cơ khí, chúng ta sẽ siết chéo, siết chéo ốc. Đó, siết chéo ốc thì nó sẽ có độ cân bằng tốt hơn. Đối với cái khâu này các bác giúp em là chúng ta vặn chặt nhé, vặn được luôn đấy, vặn được luôn hai con chéo đi, sau vặn lốt hai con còn lại là xong, xong phần trên đế.
xong nhé. Và chúng ta tìm đến bốn cái cao su này, cái nhựa này lắp vào chân để chống rung. Cái này khá là quan trọng đấy, nếu không có cái này chúng ta nghiền nó sẽ rung rất là kinh. Dòng máy là dòng máy nghiền khô nên là nó độ rung nó khá là lớn, chúng ta phải cần lưu ý đặc biệt một cái chân này để chống rung. Vâng, em đã lắp xong một chân rồi, giờ chúng ta lật lên đặt phần trên. Đó, như vậy là chân đã xong các bác nhé. Chúng ta sẽ lắp phần trên, phần phễu. Đây, phần phễu chúng ta sẽ tìm cái nhựa này. Chúng ta sẽ lấy bốn con, lấy cái tô vít. Vít bốn cái chân này có ốc này vào là xong. Bây giờ các bác tiến hành bắt bốn ốc này chuẩn chắc giúp em là được nhé, hoàn thành công việc nhé. Đó, và chúng ta sẽ lấy cái lưỡi gà cũng như một con ốc còn lại. Đấy. Các bác sẽ bắt vào đây nhé. Cái lưỡi gà này rất là quan trọng, nếu mà các bác không lắp cái lưỡi gà này vào thì sẽ có lúc chúng ta sẽ bỏ đi cái motor đấy. Trước khi mà chúng ta nghiền nguyên liệu, chúng ta sẽ phải đóng cái họng chặn vào nhé. Vì nếu mà các bác mở cái họng chặn này ra mà nguyên liệu chúng ta xông thẳng vào, nó sẽ kẹt ở trong cái trục xoắn này, và khi cắm điện lên motor là sẽ không chạy. Và khoảng chừng 30 giây đến 1 phút sau thì cái motor này sẽ bốc khói, rất là nguy hiểm nhé. Đó, và lắp cái phễu vào thì công việc đã hoàn thành rất là nhanh, rất là đơn giản các bác. Và chiếc máy này em sẽ nghiền, em sẽ giới thiệu qua luôn. Sau này khi chúng ta nghiền lắp xong rồi, chúng muốn nghiền mảnh các bác lưới lúm này lỏng ra. Và khi nghiền bột các bác vặn bên phải này để cho hai mặt đá nó sát với nhau nhé. Chúng ta nghiền ra bột thì cái nghiền mảnh nghiền bột này em sẽ có một cái video cụ thể đó, và em báo giá luôn sản phẩm này, con máy mẫu mới nhất này, motor 2 kỳ 2, giá 2.200.000 bao ship tặng kèm một cặp đá sơ cua khi chúng ta mua máy. Để biết thêm thông tin chi tiết của sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ theo số điện thoại được ghi trên màn hình để tư vấn và hỗ trợ. Cảm ơn anh em xem hết video bên em nhé.